Chào mừng cô chú các anh chị các bạn nha. Chúng ta đến với hiệp 2 chung kết bóng đá nam giữa hai đội tuyển 9B và 9H. 9B và 9E. Tỷ số lúc này đang là 2-1. Nhiều. Tạm nghiêng về lớp 9B. Đang giải lao đúng không anh? Chưa vô ạ. Tôi quay lại cái không khí của cái trận chung kết này cho cô chú anh chị các bạn người ta xem một chút nha. Không đông lắm. Học sinh với giáo viên về đây để cổ vũ cho hai đội. Và có lẽ chúng tôi đang thấy là tiếng hò reo từ phía bên trận chung kết nữ bên cạnh rồi. Rồi bây giờ thì trọng tài chính đã thổi còi cho hai đội vào sân để chuẩn bị cho xét thi đấu thứ hai của trận chung kết bóng đá nè. Trường Trung học cơ sở Phan Đình Hoàng Văn Thụ trong khuôn khổ hội khỏe phổ đồng năm học 2023-2024. Đây cho ta thấy đây, rất là đông các bạn đã ở khu vực này để cổ vũ cho cả hai đội tuyển. Có một bạn bị thương rồi. Cảnh quá. Nó không phải nó mang giùm nó chút cho đâu có gì đâu. Nó bị lật cái sơ mi. Để bắt nó lật sơ mi bình thường. Bình thường là đấy nó cũng bị lật sơ mi ngoài. Này đang đồng hành với trận chung kết bóng đá nam, đó là chung kết bóng đá nữ cũng đang được diễn ra. Thấy cái cặp này rất đẹp rồi ha. Cầu thủ số 10 Nguyễn Văn Minh đi nhắc rồi, bị chật sơ mi rồi, cô. Có lẽ là bạn Minh sẽ không đá được ở hiệp 2 rồi. Là một cầu thủ chính của lớp 9B nhưng mà đã phải tạm ra ngoài để nghỉ rồi, rất là tiếc. Bởi vì đá banh mà sự cố xảy ra trong quá trình đá đó là một chuyện đương nhiên. Đây cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.